Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Chào mừng các con đã quay trở lại với chương trình giáo dục sớm. Các con thân mến, ngày hôm nay thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thêm một câu chuyện hết sức bổ ích nữa qua hai phần đọc trơn và đọc nhanh cực kỳ đơn giản. Và ngày hôm nay thì cô Hoài sẽ bật mí cho chúng mình một bí mật hết sức thú vị. Đó là qua câu chuyện này, các con sẽ không chỉ vừa được học chữ này mà với nội dung của câu chuyện sẽ giúp cho các con có thể bồi dưỡng đạo đức, phát triển trí tuệ và rèn luyện nghị lực nữa đấy. Và cô mong rằng sau mỗi câu chuyện thì tất cả các bạn nhỏ yêu quý của cô Hải sẽ có thể tự rút ra được những bài học cho riêng mình. Cô chúc cho tất cả các con đều học tập thật là tốt. Và cô mong rằng các con cũng như các quý phụ huynh sẽ đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo nhé. Câu chuyện hai hạt mầm. Có hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt mầm thứ nhất nói: tôi muốn lớn thật nhanh, tôi muốn bén rễ sâu xuống lòng đất và đâm rồi này lộc tôi muốn nở ra những cánh hoa dịu dàng như dấu hiệu chào đón mùa xuân về. Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng mặt trời và thưởng thức những giọt sương mai đọng trên cành lá và rồi hạt mầm thứ nhất vươn lên hạt mầm thứ
2. Bảo tôi sợ lắm nếu bén rễ vào sâu trong lòng đất tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó và có thể những chồi non của tôi mọc ra đám côn trùng sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng và một ngày nào đó nếu những bông hoa của tôi nở thì bọn trẻ con cũng sẽ vặt lấy mà đùa nghịch thôi không tốt hơn hết là tôi nên nằm ở đây cho đến khi cảm thấy thật an toàn và rồi hạt mầm thứ hai cứ nằm im chờ đợi một ngày nọ có chú gà trống đi loanh quanh trong vườn
tìm. Thức ăn thấy hạt mầm nằm lạc lõng trên mặt đất nó bèn mổ ngay lập tức vậy là hạt mầm kia đã không còn cơ hội mọc lên nữa rồi. Câu chuyện hai hạt mầm. Có hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt mầm thứ nhất nói: tôi muốn lớn thật nhanh, tôi muốn bén rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi nảy lộc. Tôi muốn nở ra những cánh hoa dịu dàng như dấu hiệu chào đón mùa xuân về. Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng mặt trời và thưởng thức những giọt sương mai đọng trên cành lá. Và rồi, hạt mầm thứ nhất vươn lên. Hạt mầm thứ hai bảo: tôi sợ lắm. Nếu bén rễ vào sâu trong lòng đất, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó. Và có thể, những chồi non của tôi có mọc ra, đám côn trùng sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng. Và một ngày nào đó, nếu những bông hoa của tôi nở, thì bọn trẻ con cũng sẽ vặt lấy mà đùa nghịch thôi. Không, tốt hơn hết là tôi nên nằm ở đây, cho đến khi cảm thấy thật an toàn. Và rồi, hạt mầm thứ hai cứ nằm im chờ đợi. Một ngày nọ, có chú gà trống đi loanh quanh trong vườn tìm thức ăn. Thấy hạt mầm nằm lạc lõng trên mặt đất, nó bèn mổ ngay lập tức. Vậy là hạt mầm kia đã không còn cơ hội mọc lên nữa rồi. Bài học rút ra từ câu chuyện: cuộc sống sẽ luôn có cơ hội cho những ai dám chấp nhận mạo hiểm, trải nghiệm thử thách và mạnh dạn vượt qua những khuôn khổ lối mòn để bước lên con đường mới tươi sáng hơn. Đọc sớm vững vàng sẵn sàng vào lớp 1 cùng với UNESCO Edu Giáo dục sớm. Liên hệ ngay hotline 0969 977 068 hoặc 0208 3852 241 để được tư vấn và học thử miễn phí. UNESCO Edu, vì một nền giáo dục tốt hơn cho người Việt.